Vâng, anh em mua chiếc xe này về để làm gì ạ? Vâng, nó có hai chỗ ngồi thôi. Còn sau đây các bạn nhìn thấy rất là rộng, chở đồ, vâng, chở hàng. Vâng, các bạn nhìn thấy xe có đẹp không ạ? Hầm hố không ạ? Các bạn nhìn thấy xe có dễ sử dụng không ạ? Các bạn nhìn thấy xe nó có đúng mục đích của mình sử dụng không ạ? Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng với Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Ngày hôm nay em mới về cho các bạn một chiếc xe Hyundai Galloper, sản xuất năm 2003 và đan bánh lần đầu 2008. Một chiếc xe van máy dầu 2.5, nhập khẩu nguyên chiếc, nguyên con, nguyên kiện của Hàn Quốc. Vâng, biển 16M2681. Vâng, anh em nhìn thấy nó có hầm hố không? Nó như một cái hộp diêm. Vâng, đây là một trong cái dòng xe van 2 chỗ Galloper. Đấy, máy dầu 2.5 cực kỳ là khỏe và cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu. Với chiếc xe này, ví dụ như anh em muốn mua một chiếc xe cho mình để đi câu cá, đi chơi, đi du lịch, hay là đi tất cả mọi công việc, nếu anh em thích chơi xe hay anh em thích đi gọi là vãn cảnh thì anh em về mua chiếc xe này về dán lòng hoàng vào, độ lòng hoàng vào thì nó rất là đẹp. Và nhìn cái xe thì nó rất là đẹp, giống như một chiếc mẹt đấy, form mẹt G đấy, đấy rất đẹp. Còn đâu ví dụ như không phải vì đi chơi, không phải vì đi phượt hay là không phải vì làm cái gì mà chỉ để phục vụ cho công việc của mình thôi, mà anh em đang có cho mình một chiếc xe thật là đẹp rồi, chỉ để đi chơi đi bờ thôi, mà anh em đang cần cho mình tìm một cho mình một chiếc xe để chở hàng, chở đồ, làm loanh quanh công trường, đi tránh mưa tránh nắng vất vả chở đồ, thì đây cũng là một trong những cái dòng xe khá hợp lý. Vâng, vì nó có hai chỗ ngồi thôi, xe tải van đằng sau nên là anh em chạy thoải mái. Đó, anh em đi làm đi chở đồ đó, thì có thể là mang để đi, mà đâu anh em về đi chơi, anh em về lôi xe đẹp ra đi, đúng không ạ? Với có giá 125 triệu thôi, 125 triệu các bạn đã sở hữu ngay được một chiếc Hyundai Galloper nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, lăn bánh lần đầu 2008 tại Việt Nam, một chủ từ đầu sử dụng. Vâng, anh em nhìn cái thùng xe đây. Thứ nhất, nếu anh đi chơi đi phượt, anh em có thể là giải chiếu đây nghỉ, hay anh em đi làm thì anh em có thể chở đồ như được vài cái bình ắc quy, vài cái máy cắt, hay là vài cái rất là nhiều dòng này, chở rất là nhiều luôn, chằng chịt đầy đủ hết này. Xe rất là đẹp luôn nhé, xe rất là đẹp luôn. Bỏ ra 125 triệu các bạn chỉ sở hữu như thế này thì khá là ok, điều hòa mát lạnh luôn. Số sàn 2.5 lại máy dầu, khá tiết kiệm nhiên liệu cho các bạn. Đấy, một chiếc Hyundai Galloper 2003, form 2.0, sản xuất năm 2003 và lăn bánh lần đầu 2008, nốt sơ cua đây. Vâng, các bạn còn chờ đợi gì nữa mà không đến với Tuấn Anh ô tô Hải Phòng để trải nghiệm và chạy thử về cái chiếc Galloper 2008, 2003 lăn bánh 2008, nhập khẩu nguyên con nguyên kiện của Hàn Quốc. Chúng ta xem cái hàng ghế lái của chiếc xe nó như thế nào. Vâng, thực ra dòng này thì nó chả có cái gì cả. Đấy, mỗi hai cái ghế này, bô lăng thì bô lăng 4 chấu, chân côn, chân phanh, điều hòa. Đấy, chân nỉ. Đấy, khá là sạch sẽ và đẹp đẽ. Sơn xi con này thì khá phải làm, không phải làm gì. Nếu mà ông nào chủ xe ông ấy nắp cả những cái kim cương 5D, 6D ở cái phần này, táp lô, táp ly này, rất đẹp. Lốp lát của chiếc xe thì cũng còn tương đối. Đấy, còn tầm 60-70%. Xe rất là đẹp, chắc chắn cho mọi người nhé. Biển Hải Phòng, đăng kiểm dài cho đến tháng 11 năm 2021. Vâng, một chiếc Hyundai Galloper rất là đẹp cho mọi người. Còn chờ đợi gì nữa, thân vỏ của chiếc xe này các bạn nhìn thấy từ năm 2008 đến giờ. Nghĩa là sản xuất này là 2008 thì nó lăn bánh về tại Việt Nam thì mình cứ nói từ năm 2008 rồi. Tất cả những cái đường gân xe của nó thì còn rất là đẹp, xi nhan tích hợp bên sườn. Đó, xi nhan tích hợp bên sườn, hệ thống gương. Đó, tất cả nó còn rất là đẹp cho mọi người. Không có bị đâm đụng tai nạn gì lặn ở đây các bạn nhé. Lốp lác của chiếc xe thì mới và đẹp. Đó, tất cả thì cái như đường gân này, cốp này, rồi là tất cả mọi thứ của nó rất là đẹp cho mọi người. Quá là ok. Đấy, em thấy đây. Đèn đóm chiếc xe rất là hợp lý. Gầm bệ chúng ta cùng ngó qua một chút nhé. Biển Hải Phòng, không có gầm bệ thì chắc chắn là không có mùng mọt gì rồi. Đấy, gầm bệ có nét căng như soli luôn. Rồi chúng ta lên xe thử xem nào. Nóng, hơi bị nóng đấy. À, chả ngồi con này thì khá là hay, khá là khỏe. Đấy, sấy xiếc. Đấy, rất là ok cho mọi người. Đấy, chà. Đấy, điều hòa chết rét luôn. Dòng này thì rất là hay nhé các bạn nhé. Đấy, số này. Đấy, hai cầu nhé các bạn nhé. Không phải hai cầu đâu. Đấy, số này. Úi giời, trông như là lái xe Trường Sơn ngày xưa. Ai chả có cả màn hình ở bên dưới các bạn này. Có cả màn hình bên dưới luôn các bạn này. Đấy, màn hình bên dưới luôn này. Đấy, xem cam lùi quá không.
cam lùi các bạn nhé. Đấy, có màn hình thôi. Điều hòa rất là mát luôn. Các bạn nhìn thấy xa xa phía kia nó có một cái gương kìa. Gương thứ nhất là soi cái phần đầu bên đây và một cái phần tai bên đây. Đấy, lắp và rất là thể thao và đẹp nhé. Ngồi này, các bạn nhìn thấy cách đầu Tuấn Anh ở tầm một gang tay nữa. Khu đằng sau rất là rộng rãi và đẹp đẽ cho mọi người. Đấy, gạt mưa phun nước này. Đấy, rất là đẳng cấp. Một chiếc Hyundai Galloper rất là ok. Hệ thống kính điện này. Đấy, rất là ổn định luôn. Đấy. Bỏ ra 125 triệu rồi các bạn sở hữu ngay về chiếc xe này. Còn chờ đợi gì nữa mà không đến với Tuấn Anh ô tô Hải Phòng ạ. Để xem và trải nghiệm về xe. Đấy, úi giời. Quá ok luôn. Trèo đèo lội suối em cũng đi được hết. Đấy các bạn nhé. Đấy, rất ok luôn. Đẳng cấp, chất lượng và phù hợp với tầm tiền kinh tế. Chả biết cái màn hình này là màn hình gì đây, chả biết nữa. Đấy, rất là chất lượng luôn. Phanh tay, cồn phanh rất là đẹp. Đấy. Bây giờ ta mở thử phần khoang máy ra để kiểm tra xem là máy móc của nó như thế nào các bạn nhé. Đấy. Ai à, tụt xuống tí nó rách cả quần. Thật rất là đẹp luôn. Máy lổ giòn tan như xô ly. Vâng, các bạn nhìn thấy đây ạ. Đây là phần khoang máy của chiếc xe. Anh em nhìn thấy từ năm 2003 đến 2008 giờ đây. Tất cả những phần lỉ sản xuất đây. Lắp cabo rất là đẹp. Máy lổ rất là giòn. 2.5 động cơ, 2.5 máy dầu. Khá tiết kiệm nhiên liệu. Đây ga đây các bạn. Đấy, 125 triệu mua con này về làm đồ chơi để nhà còn đẹp chán nhé. Dán logo của Mẹt G vào quá ok luôn. Vâng thì vừa rồi em Tuấn Anh có tỏi phòng giới thiệu qua cho mọi người về chiếc Hyundai Galloper 2003, lăn bánh lần đầu 2008, số sàn 2.5 máy dầu, một chiếc xe van 2 chỗ ngồi, chính chủ một chủ từ đầu biển Hải Phòng. Vâng, anh chị em và các bạn nào quan tâm về dòng xe này thì hãy liên hệ trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng nhé. Xin chào và hẹn lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ.